chương trình Tiếng Hát Tình Ca Bắc Sơn lần 2 năm 2022 chính thức được khởi động và bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Cuộc thi sẽ là điểm khởi đầu cho những tiếng hát tài năng thăng hoa cùng những bản tình ca của nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Bất kỳ bạn là ai, 15 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn, không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn, quốc tịch đều có thể đăng ký dự thi để thể hiện đam mê ca hát, muốn thử sức mình cũng như thể hiện tình yêu thích dòng nhạc Bắc Sơn. Đặc biệt là chinh phục những giải thưởng có giá trị, doanh nhân ca sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Đông chia sẻ. Thí sinh gửi một video hát một trong những bài của nhạc sĩ Bắc Sơn tự chọn gửi về cho ban tổ chức qua email, inbox hoặc Zalo như trên. Sau khi ban tổ chức xem qua video của bạn sẽ xếp đặt cho bạn ngày thi vòng loại. Cùng tham gia cuộc thi Tiếng Hát Tình Ca Bắc Sơn lần thứ 2 năm 2022. Thông tin chi tiết các bạn xem tại Facebook Tập đoàn An Đông và Bích Thủy An Đông hoặc liên hệ điện thoại 076-778-9929. Thảo Nguyên, ban tổ chức Tiếng Hát Tình Ca Bắc Sơn. Trân trọng kính mời.